Tới hơn 16 giờ ngày 22 tháng 6, hàng chục chiến sĩ và hơn 10 xe chữa cháy của cảnh sát chữa cháy tỉnh Bình Dương đã có mặt để dập đám cháy lớn xảy ra tại một công ty nằm trong khu công nghiệp Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An. Đây là công ty chuyên sản xuất đồ nhựa cao su. Ngọn lửa bùng phát nhanh nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Theo các nhân chứng, đám cháy được phát hiện vào khoảng 15 giờ, sau đó ngọn lửa nhanh chóng bao trùm hàng trăm mét vuông nhà xưởng. Tại hiện trường, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, rất nhiều công nhân hô hoán nhau dọn đồ đạc thoát ra ngoài. Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.